Ngày 16 tháng 8, Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và Ủy ban dân huyện Cẩm Thủy tổ chức diễn đàn khuyến nông với chủ đề Các giải pháp nhằm phát triển chăn nuôi bền vững. Tại chương trình, đại diện Trung tâm khuyến nông, Trung tâm nghiên cứu khảo nghiệm dịch vụ vật nuôi tỉnh Thanh Hóa và Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Cẩm Thủy đã báo cáo các chuyên đề ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi mang lại hiệu quả và phát triển bền vững. Thực trạng và giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn huyện Cẩm Thủy các đại biểu đã tập trung trao đổi nhằm đẩy mạnh liên kết chuỗi trong chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững hoàn thiện thể chế chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi tăng cường nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đồng thời phân tích các giải pháp về thông tin truyền thông đào tạo tập huấn huy động nguồn lực khuyến khích doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả phát triển chăn nuôi bền vững